Thưa quý vị, những ngày qua, sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình tại phường Thanh Bình và phường Thuận Phước, quận Hải Châu, đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp truy vết, giãn dân, khoanh vùng, dập dịch. Với phương châm siết chặt vùng đỏ, giữ vững vùng xanh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương chỉ đạo quán triệt đến từng phường, từng khu dân cư phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan lơ là trong công tác phòng dịch. Đây là chốt kiểm soát được thiết lập ngay sau khi kiệt 90 Đống Đa, phường Thuận Phước ghi nhận ca mắc COVID-19. Đây là kiệt cuộc đông dân cư và có lộ giới nhỏ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19 rất cao, nên địa phương đã quyết định giãn dân ngay trong chiều ngày 17 tháng 9 vừa qua để đảm bảo an toàn cho các hộ lân cận. Lực lượng cơ sở được tăng cường trực chốt để kiểm soát tình hình, quán triệt số hộ còn lại chấp hành quy định phòng dịch. Lực lượng chúng tôi thường xuyên đi ra đi vào giám sát người dân. Ví dụ mà thấy họ đi ra thì chúng tôi nhắc nhở họ đi vào nhà để thực hiện chỉ thị 5K. Về thứ nhất thì những trường hợp liên quan F1 thì đã được đi cách ly tập trung. Một số thì đi khách sạn và một số thì đi tại nơi cách ly tập trung quy định. Thứ hai thì là tại cái khu dân cư thì đã tiến hành khử trùng bằng chloramin B cho toàn bộ các cái hộ dân ở trong cái khu đó và nhà của bệnh nhân. Tại phường Thanh Bình, chốt kiểm soát cũng đã được thiết lập tại đoạn đường Thanh Sơn khi tại đây ghi nhận có ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm hộ gia đình vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Với những khu vực phong tỏa, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Hải Châu đã chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ban điều hành khu dân cư để đảm bảo lá chắn phòng dịch ngay tại cơ sở. Thứ nhất là chúng tôi giao cho ban điều hành để nhắc nhở thông báo toàn dân là không có được ra đường. Thứ hai là chúng tôi dùng camera di động để giám sát người dân để người dân người ta không có ra đường. Thứ ba là chúng tôi sẽ cho cái đội hình Playcam bay ở trên để giám sát người dân. Đó ba cái phương thức để giám sát để đảm bảo người dân không ra đường trong lúc này. Hiện quận Hải Châu có 6 phường không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa, gồm Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên và Bình Thuận. Việc giữ vững an toàn vùng xanh tại các phường này cũng là nhiệm vụ được quận Hải Châu chú trọng thực hiện, hướng đến mục tiêu xanh hóa bản đồ COVID. Lực lượng trực chốt tại các kiệt hẻm phát huy vai trò trách nhiệm, vừa giám sát, vừa nhắc nhở người dân không chủ quan dù một số hoạt động trong vùng xanh được nới lỏng. Vì cái vùng xanh là vùng bà con ở trong khu dân cư của mình là được an toàn và mạnh khỏe. Xác định được điều đó thì tổ COVID cộng đồng của chúng tôi đã phân công làm 4 ca trực. Từ 6 giờ sáng đến 20 giờ tối trong ngày. Mục đích là để hạn chế người dân đi ra ngoài khi không cần thiết. Chia làm hai khu vực. Một khu vực là 94, cứ một đồng chí là làm trưởng nhóm. Mà khu vực 62 cứ đồng chí trưởng nhóm và chia ra. Và các đồng chí đó sẽ dùng cái phương pháp công nghệ thông tin để truyền đạt khi dân qua group của tổ dân phố để chuyển vào đó và họ thống kê nhanh. Trước diễn biến của tình hình COVID-19, quận Hải Châu chỉ đạo các địa phương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ, lập chốt kiểm soát, truy vết F1 và các F liên quan để khoanh vùng kịp thời. Bên cạnh đó, các vùng xanh được giữ vững an toàn sẽ góp phần tạo bước đệm để quận Hải Châu kiểm soát tình hình dịch trong thời gian sớm nhất.